Mình ơi, em có chuyện muốn thưa với mình. Tôi không rảnh. Cô về ngủ đi. Có gì thì mai hãy nói. Em chỉ muốn gặp mình đặng thưa chút chuyện. Mình cho em vô nha mình. Em gặp mình một chút rồi em ra liền mà. Có chuyện gì cô nói mau đi. Dạ. Dạ, người anh bà con của em gửi lời xin lỗi tới mình và cả gia đình. Hôm qua ảnh bị bệnh đột ngột nên không thể tới như đã hẹn. Ảnh hứa tuần sau ảnh sẽ tới tạ tội với mình. Mình đừng trách ảnh nha mình. Ôi, tưởng chuyện gì, cô đi ra đi. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện này. Tôi buồn ngủ rồi. Nhưng nếu tôi biết được cô bày mưu tính kế hại tôi thì tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Cô muốn chứng tỏ là mình vô can trong chuyện này thì cô hãy bỏ tất cả mà đi theo tôi, rồi mình sẽ đi thiệt xa tìm kế sinh nhai, rồi ở với nhau trọn đời trọn kiếp. Cô liệu gom góp tiền bạc nữ trang, đặng có chút tiền bạc vốn liếng đi nơi khác mà bằng ăn sinh sống. Đây là thứ thuốc mê của người Tây Dương. Cô chỉ cần lấy một nhúm bỏ vô thức ăn thì tất cả mọi người trong nhà sẽ mê man không hay biết chi hết. Tới lúc đó cô chỉ cần lẻ tay dơ vét tiền bạc nữ trang rồi trốn ra khỏi nhà. Cô đừng lo, thuốc này không hại chết người đâu.
dám sai lời hẹn với tao mà. Bây giờ mày có còn coi tao ra gì đâu chứ. Được rồi, con đừng bảo dối ra. Mày đã không tới thì thôi. Đêm qua mày có nghe trong phòng bà Tư ồn ào gì không? Dạ không. Có chuyện chi vậy bà? Không có gì. Mà nè, lóng rài á, mày có nghe ngóng được động tĩnh gì không đó? Dạ, con thấy bà Hai cứ làm thinh, không màng chuyện trò với ai hết. Đã vậy bà cứ tụng niệm kinh kệ. Còn bà Tư? Bà Tư thì càng bất di bất dịch. Không biết sao bà cứ ở ru rú trong phòng, không bước chân ra tới cổng nữa. Vậy thì lạ quá. Sao lạ vậy bà? Mày có đi tìm gã đàn ông tên Hoàng Xiên như lời tao dặn không? Con cũng đã cho người đi sục sạo khắp nơi, nhưng mà không tìm ra hắn. Không biết có khi nào hắn bỏ đi biệt xứ không bà? Tao không tin là hắn chịu thua rồi bỏ đi dễ dàng như vậy. Cứ tiếp tục cho người đi tìm hắn. Còn phần của mày thì cứ bám theo bà Tư từng khắc từng giây nghe không? Tao linh tính sẽ có chuyện gì đó kinh thiên động địa sắp xảy ra trong nhà này, mà thủ phạm không ai khác là Thanh Thanh đó đa. Dạ, con thưa bà Năm. Ủa chị Mùi, chị có thấy bà cả ở đâu không? Không, sáng giờ tôi không thấy. Bà cả đi lên tỉnh có việc rồi. Chứ có chuyện chi cậu đi tìm bà cả có bộ gấp gáp vậy? Dạ, tại hồi nãy có người đứng trước cổng nhà đưa cái hộp này cho tôi, nói lời cho gửi. Gửi cho ai? Dạ, gửi cho ông hội đồng. Đưa đây, để tôi đem vô cho ông. Ông đang ngủ chưa thức dậy đâu. Dạ, dạ đây thưa bà. Dạ cô xin phép. Làm em giật mình. Cớ chi chị xông vô phòng em đường đột vậy? Có việc gì sao? Không lẽ cô làm việc chi mờ ớ nên sợ tôi vô dòm thấy? Chị Hai khéo nói chơi. Em chỉ ngồi trang điểm chứ có làm việc chi quốc tất đâu. Vậy đà. Vậy thì cô nên soi gương và trang điểm cho đậm chút nữa, đặng cho người ta không thấy việc mà cô đang chôn giấu trong lòng. Chị cứ lấp la lấp lửng kiểu gì vậy chị Hai? Cô diễn tuồng cũng hay quá chứ. Thôi, tới lúc hạ màn rồi đó. Nè, người anh bà con của cô gửi tới cho ông hội đồng đó, cô coi đi. Chắc là sắp diễn vở tuồng mới nữa rồi. Cô liệu mà thu xếp cho trọn vẹn cả hai bên nghe không? Nói vậy chứ tôi thấy cũng khó cho cô lung lắm. Làm sao mà diễn một lúc hai vai chứ?
vừa làm bà hội đồng sang trọng, vừa phải làm vui lòng nhân tình. Chà, coi bộ khó à nghe. Chị hai, chị đừng kiếm chuyện vu oan giáo họa cho em. Em không trúng kế của chị đâu. Cái hộp này là của ai? Cớ chi chị lại đưa cho em? Thì cô cứ mở ra coi rồi biết. Nè, coi chừng té xỉu đó. Chị ba, chị có trong đó không? Vô đi em. Người ta gửi cái này tới cho ông đó chị. Không biết có phải họ ám chỉ có ai đó trong mấy chị em mình đang lén lút tư tình với người đàn ông khác hay không? Em giận nhất là chị hai. Chị cứ nói bóng gió là cái hộp nút này nhất định là của chị hay là của em. Thôi, hơi sức nằm em giận cho mệt. Cái tánh chị hai nào giờ là vậy rồi. Chị cứ ồn ào, sẵn sớm, chẳng có nể mặt ai hết. Em ngại việc này tới tai ông thì có hại cho chị em mình. Một hai lần có thể ông không màng tới, nhưng nhiều lần e rằng ông sẽ sanh nghi đó đa. Em lo làm chi cho thất công chứ. Mình có làm việc chi quấy đâu mà phải sợ. Mấy chuyện tai tiếng thị phi như vậy chị nghe quen rồi. Mình cứ làm thinh mà lo thủ phận. Từ từ mọi việc nó cũng sẽ sáng tỏ thôi em à. Tánh chị hiền lành, nhẫn nhịn quen rồi, chứ em thì không chịu được. Em đang bị nghi ngờ nên em càng muốn chứng tỏ mình không làm gì khuất tất. Thiệt tình là em không biết bày tỏ lòng mình với ai ngoài chị. Nói nào ngay, khi em bị mọi người khinh khi bỉ bạc, em mới thấy tội cho chị phải chịu đựng nỗi oan ức suốt một thời gian dài như vậy. Chuyện quá giản rồi, em nhắc lại làm chi vậy? Chị đã quên hết rồi. Trời cao có mắt mà. Đúng là trời cao quá. Em chỉ sợ tới khi ổng nhìn xuống thì em đã thành kẻ mất trí rồi. Bây giờ em đi đâu cũng bị dòm ngó. Vừa bước chân ra khỏi sân đã có người hỏi bà Tư đi đâu, đi với ai. Chị coi, làm vậy có khác gì em bị cầm tù chứ. Không lẽ em cứ sống như vậy miết sao? Em thấy tức tối trong lòng luôn lắm chị à. Thôi mà, em cứ coi như là vận hạn năm nay của mình không tốt. Cố gắng nhẫn nhịn mà sống cho qua ngày đi em. Rồi cũng có lúc trời quang mây tạnh, mọi người sẽ hiểu em cũng giống như chị vậy nè. Chị ba à, em muốn lên chùa đặng xin lá bùa giải hạn, nhưng em khó mà đi được trong lúc này. Hay là chị nói với ông giúp em một lần này nha chị. Chị nói là chị muốn đi chùa rồi rủ em theo cho có bạn, được không chị? Chị làm ơn giúp em đi mà. Ừ, việc này chị nghĩ là mình có thể giúp được. Thiệt hả chị?
Em cảm ơn chị luôn lắm. Vậy em về phòng chờ tin vui của chị nghe. Mà em à, em đem cái hộp này về đi. Ui, dạ thôi, chị cứ giữ lại, em không muốn dòm thấy nó. Em làm sao vậy Thanh Thanh? Đau quá. Không biết sao tự nhiên em bị đau bụng quá. Em coi có ráng đi nổi hay không. Còn mấy bước nữa là lên đến chùa rồi. Em thấy ê ẩm quá. Chị cho em ngồi đây nghỉ một chút. Hay chị lên chùa trước đi. Em nghỉ một chút cho đỡ đau rồi em lên sau nghe chị. Vậy chị lên trước chờ em nghe không? Dạ. Anh ra đây đi. Tôi biết anh đi theo tôi nãy giờ mà. Anh mau ra đây đi. Con đàn bà đê tiện kia. Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cứ chi mày không tới chỗ hẹn hả mày? Mày định giở trò lường gạt tao hay sao? Mày tưởng là mày ở ru rú trong cái nhà đó là tao không hại mày được hả? Vậy nên anh mới giở trò gửi nút áo tới cho ông hội đồng đúng không? Nút áo gì chứ? Tao không có gửi. Nhưng nếu mày không chịu nghe theo lời của tao thì tao gửi cả cái áo của mày kìa. Gửi hộp nút áo đó sao? Vậy ai bày ra việc này chứ? Tao không cần biết chuyện đó. Tao chỉ muốn biết cớ sao mày không chịu dưng theo lời tao. Việc gì cũng phải từ từ. Anh có biết khó khăn lắm tôi mới ra được tới đây không? Sau chuyện hôm trước tôi bị mọi người nghi ngờ, làm gì cũng có người dòm ngó xét nét từng chút. Anh cũng phải cho tôi có thời gian lấy lại lòng tin của người ta chứ. Mày định gạt tao à? Tao không có tin mày nữa. Không tin thì anh cứ giết tôi chết đi. Sống mà khổ sở như vậy thà tôi chết còn sướng hơn. Nè, mày đang thách thức ai vậy? Tao giết mày dễ hơn đập con muỗi nữa đó. Anh không nói tôi cũng biết. Nào giờ anh chỉ coi tôi như một món hàng,
không hơn không kém mà. Anh giết tôi lúc nào chẳng được. Nói nào ngay, lúc này anh chưa giết tôi được đâu. Tôi mà chết thì anh làm gì có được tiền đặng cao bay xa chạy chứ. Mày im đi nè. Mày đừng có nói sạc. Tao kỳ hạn cho mày, tối mốt phải dơ vét hết của cải rồi đi theo tao. Mày mà không vâng lời tao thì đừng trách sao tao không chừa cho mày một con đường sống. Nà, nhìn tao cho kỹ nè, tao không còn gì ngoài cái mạng này đâu. Nếu mày muốn đổi mạng thì tao không từ chối đâu. Gì vậy? Mày làm gì mày hốt hoảng dữ vậy? Tao thương mày quá, tao yêu mày quá mà. Làm sao nỡ lòng nào tao làm cho mày đau được. Đúng không? Ủa, hai chị đi chùa về rồi đó hả? Có mệt không? Mặt chị Tư cớ sao lại tái xanh như vậy nè? Em Tư bị đau bụng dọc đường. Vậy à? Chàng ơi, lâu ngày không ra đường, tự dưng hôm nay được đi lại bị đau bụng vậy chứ? Thôi, em thấy không được khỏe, em vô nhà nghỉ trước nha chị Ba. Chị đi. Lóng rại, chị chơi thân với chị Tư dữ ha. Thấy hai người đối đãi thân tình với nhau như vậy, em ganh tị quá. Em khéo nói chơi quá à. Lâu lâu em Tư mới nhờ chị xin ông cho cổ đi chùa với chị thôi mà. Hèn chi, không có chị nói giúp thì đừng hòng chị Tư bước chân ra khỏi cửa. Lâu nay chị luôn là người được ông trọng nhất mà. Chị mà nói thì làm sao ông từ chối được. Em móc mẻ chị gì chứ. Biết vậy chị rủ em đi cùng luôn. Thôi, chị rủ chị Tư theo là phải rồi. Ai có tâm bất chính thì mới phải đi sám hối. Chứ em có làm gì ác đâu mà đi làm chi cho thất công. Mày thấy không? Tao đã đoán trước việc này mà. Nó lấy cớ ra ngoài chẳng gặp Hoàng Xuyên chứ chi. Thiệt tình, chị Ba sao mà khéo tin người quá đa. Mày nghe rõ những gì họ nói với nhau chứ? Dạ, con nghe rõ lắm.
Hắn ta hẹn bà Tư kia mốt phải dơ dét hết của cải rồi bỏ trốn theo hắn. Cứ để coi tối mốt việc này sẽ kết thúc ra sao. Thanh Thanh, cô chỉ được lựa chọn một trong hai con đường, nhưng cho dù con đường nào, không sớm thì muộn cô cũng phải chết. Hồi nãy Hoàng Xuyên nói không gửi cái nút áo trong hội đồng hả? Vậy là có kẻ ném đá dấu tay hay sao chứ? Con nghĩ việc đó là do bà Hai làm. Cũng có thể. Để tao trị con Thanh Thanh xong sẽ tới phiền bà. Cứ chờ đi, đừng có nóng ruột nghe chị Hai. Có chuyện chi mà chị qua phòng em khuya vậy? Tại thấy phòng em còn sáng đèn nên chị nghĩ là em còn thức nên ghé qua. Thì ra em thức khuya đặng thêu áo sao? Em nên để ý đến sức khỏe của mình nghe không? Em thấy khỏe mà chị. Ủa, ông chưa về sao? Không biết cớ chi mà lóng rài ông hay đi vắng. Cứ nói là có chuyện chi trên tỉnh nên nán lại làm cho xong việc. Vài ba hôm thì ông lại đi. Không có chuyện chi có thể giữ chân ông được ngoài chuyện nữ sắc. Chị nói vậy là có biết chuyện chi sao? Ừ. Chị nghe nói ông đang say mê một cô gái, con của ông thương gia nào đó ở trên tỉnh. Công việc làm ăn của ông thì chưa có ngã ngũ, nhưng chuyện tình cảm của ông và cô gái nọ thì đã đậm đà mùi mẫn lung lắm. Chị có chắc không? Bộ em không tin sao? Vậy thì đợi khi nào
nhà này có thêm bà Sáu, lúc đó em mới thiệt sự tin chứ gì. Em thấy chị có vẻ dửng dưng khi biết tin này quá hả? Chứ chị không buồn, không tức sao? Em à, chị đã quen với tánh nết của ông rồi, suy nghĩ làm chi cho mệt trí. Thôi, chị đi ngủ đây. Em theo xong rồi á, cũng đi ngủ sớm nghe không? Bà, bạn cháu nè. Mùi. Dạ. Tao muốn cậy mày một việc. Mai mày lên tỉnh, mua thêm giải theo cho tao. Sẵn tiền, mày dò coi ông đang ở đâu, ở với ai. Nhớ, mày phải mừng cho xong việc rồi mới về. Còn bằng không thì mày đi luôn, khỏi quay về nhà này nữa nghe chưa. Dạ. Giết ông ta chết thì đâu có khó gì chứ. Làm sao để cho ông sống mà không bằng chết thì mới hả dạ. Con gái đó tên Huỳnh Liên, con nuôi Thương Gia Bảo sao? Coi bộ con này cũng lớn gan lắm. Chắc hai cha con tụi bay đang bài mưu sắp kế, đặng bòn rút gia sản nhà này chứ chi. Đừng có hòng. Còn có bà Năm của cái nhà này thì cha con bay đừng có mong dở trò. Vậy bây giờ bà tính làm sao? Mày lo cái giống gì chứ. Chuyện này cứ để cho tao. Còn mày thì phải mần cho tao một việc. Dạ, bà muốn con mần việc chi? Mày theo dõi bà Tư cho tao. Nhất cử nhất động của bà đều phải báo lại cho tao, nhất định không để sơ sẩy.
Nếu mày mần không nên chuyện á, thì mày đừng trách sao tao ác nhân. Dạ, con biết rồi. Con nhỏ lẳng lơ kìa, mày muốn làm bà sáu của hội đồng Vĩnh hả? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đừng có chờ đợi trông ngóng chi cho thất công. Còn ông Vĩnh, ông là một lão già háo sắc đê tiện. Để con Mận nè dạy cho ông biết việc nào nên làm, việc nào nên dừng lại, nghe không? Lão Tam, nói giùm tôi một tô cháo được không? Nhớ bỏ gừng với tiêu nhiều nhiều nghe. Dạ được. Mà bà đau làm sao mà mặt mày xanh xao lung vậy? Bà cứ về phòng nghỉ cho khỏe đi. Tôi nấu xong á sẽ kêu người bưng lên cho bà. Tôi đau bụng quá. Hay chút nữa chú có đi ra ngoài chợ, sẵn tiện hốt cho tôi thang thuốc. Bà muốn mua chi á, bà cứ cậy tôi mua cho, có gì đâu ngại. À, thôi, tôi sợ người ta nói này nói nọ, mất công phiền chú. Không sao đâu, bà ba cũng mới sai tôi đi mua chút đồ cho ông, sẵn đó tôi hốt thuốc cho bà luôn. Ừ. Vậy cảm ơn chú quá. Dạ, không có chi. À, đây, tiền đây nè, chú cầm đi. Ui, sao bà đưa tôi nhiều tiền quá vậy? Hốt thang thuốc chỉ có một cắc thôi à. Chú mua thêm giùm tôi mấy cái bánh bao, đặng khuya đói bụng có cái mà ăn. Dạ. Mà tôi hỏi nhỏ chú, chú có biết mấy cái chỗ mà bán đồ nữ trang giả không? Nữ trang giả hả bà? Thì mấy cái vòng vàng, bông tai, cà rá giống y như nữ trang thiệt mà người ta bán đầy ngoài chợ đó. Tôi muốn chú mua giùm mỗi thứ 2-3 cái, đặng mơi mốt nhà có tiệc tùng tôi đeo vô đặng dĩ mấy cái tuồng tích xưa vậy mà. Dạ. Mấy cái trước mà tôi từng đeo á, nó cũng cũ hết rồi. Dạ. Vậy nghe, còn lại bao nhiêu tiền tôi cho chú hết đó. Bà cho tôi nhiều quá vậy. Chú chỉ nhớ giùm tôi một chuyện, là không cho ai biết chứ gì. Đúng rồi, chú thông minh lắm. Nữ trang giả, bánh bao, thuốc đau bụng. Chứ tối nay bà ấy tính dụng kế gì nữa đây? Phải báo cho bà Năm mới được.
Hoàng Xuyên. Hoàng Xuyên, Hoàng Xuyên. Nè, có ai theo dõi cô không? Tôi đã đánh lạc hướng tụi nó rồi. Nhưng chắc mình phải đi đường khác. Đuổi đụng mặt thì nguy. Tiền vàng nữ trang đâu? Tôi đang cầm đây nè. Đưa tôi coi. Anh làm chi mà nôn nóng quá vậy? Mình phải mau mau thoát khỏi nơi này đã. Cứ chần chừ ở đây tôi sợ lỗ tẩy đó đa. Chuyện gì vậy? Xuống. Cẩn thận đó. Tôi sợ bây giờ mà mình lộ diện chắc chắn sẽ chạm trán với bọn họ. Chắc là bọn họ nghi ngờ cô, cho nên mới theo sát cô như vậy nè. Chứ không phải tôi nói là đang bị theo dõi đó. Tại anh không tin nên tôi mới đánh liều thôi. Mà từ đây ra ghe có xa không? Không xa lắm, nhưng mà phải băng qua mấy cánh đồng. Coi bộ muốn tới được bến sông cũng không dễ dàng gì. Cô cứ đi theo tôi, mình cứ dọ dẫm rồi men theo ánh trăng mà đi. Miễn sao tới ghe lúc trời rạng sáng là được. Anh ăn gì chưa? Tôi nghe cái bụng anh kêu dữ vậy. Quà này có cái gì vô bụng đâu chứ. Vậy anh ăn đỡ cái bánh bao này đi. Ủa, anh đói thì ăn đi. Sắp đi xa mà không có ăn thì lấy sức đâu mà đi. Cô chú kia ơi, em đã xài chưa? Anh vẫn không tin tôi sao? Anh sợ tôi bỏ thuốc vô bánh hả? Cớ chi anh lại coi tôi là hạng người thất nhân ác đức như vậy chứ? Tôi đã không màng danh lợi, bất chấp tai tiếng thị phi để chạy trốn với anh. Vậy mà anh vẫn nghi ngờ tôi. Thôi được, nếu anh không tin thì tôi ăn cho anh coi. Anh vừa lòng chưa? Anh còn cho là tôi dối gạt anh nữa không? Hoa xin lỗi. Em thà lỗi cho Hoa nghe. Hoa đói quá, Hoa ăn cái bánh bao của em hả? Cảm ơn em. Anh ăn cái này nè. Cái đó rớt xuống cát dơ quá. Ừ.
Thiệt ra lúc đầu Hoa cũng chỉ muốn lấy vàng bạc rồi cao chạy xa bay, mà Hoa sợ đưa em theo rồi vướng tay vướng chân. Nhưng khi thấy em khóc, Hoa biết là em thương Hoa thiệt lòng. Sau này mình sẽ đồng cam cộng khổ với nhau nghe em. Anh thiệt tất nhân. Anh kêu tôi lấy trộm tiền bạc rồi tính bỏ tôi lại như vậy sao? Chứ anh không nghĩ sau khi anh đi tôi sẽ sống ra sao hả? Thì tại là Hoa chưa biết em có thiệt lòng với Hoa hay là không. Còn bây giờ Hoa sẽ không bao giờ để em rời xa Hoa nữa đâu. Vậy mà có người mới đây đã không dám ăn bánh bao của tôi mua. Thôi, em đừng có nhắc nữa. Hoa thấy hổ thẹn lắm. Tự nhiên tôi thấy nhớ lại chuyện trước đây, khi mình còn sống vui vẻ bên nhau. Hồi đó tụi mình lênh đênh trên sông nước, nương tựa nhau kiếm sống qua lời ca tiếng đờn. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng bình yên, thảnh thơi, phải không anh? Nhiều khi nghĩ lại, tôi ước chi ghe mình đừng neo lại bến sông này. Ước chi ông hội đồng không xen vào cuộc sống của tụi mình. Như vậy thì anh và tôi sẽ luôn ở bên nhau, chứ không đi đến kết cục tôi phải về làm vợ người ta. Còn anh thì tàn phế, đói rách như vậy. Đừng quá dài. Bây giờ mình đã có vốn liếng, từ từ rồi mình sẽ làm lại từ đầu. Anh biết không, mặc dầu cuộc sống trước đây bữa no bữa đói, nhưng tôi không hề thấy buồn chán. Tôi thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người giàu sang quyền thế. Lòng hết dạ thương yêu mình. Vậy mà trái tim tôi như bị ai cầm dao cưa nát. Khi tôi đứng chết lặng chứng kiến anh ngửa tay nhận tiền của ông hội đồng, sau khi thỏa thuận bán tôi cho ông. Hoa có bán em hồi nào đâu nhỉ? Lúc đó tôi đã bỏ chạy như một kẻ không hồn, mặc cho mưa gió cứ quất tới tấp vô mặt. Tôi đã tính gieo mình xuống sông đặng tấm thân này trở về với cát bụi. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, cớ chi mình phải chết như một người đàn ông đốn mạc đó. Mình phải sống, phải lấy ông hội đồng, phải đường hoàng mà trở thành bà hội đồng chứ. Nói thiệt với anh, lúc anh níu kéo tôi quay trở lại, tôi đã không còn dành cho anh một chút tình cảm nào nữa. Lúc đó trước mặt tôi, anh không còn là người tôi đã từng hết mực thương yêu, mà chỉ là một tên đàn ông hèn hạ vì hám lợi mà bán đi người đầu ấp tay gối với mình. Thanh Thanh, em đừng khơi lại chuyện cũ nữa. Hoa thừa nhận là Hoa đã làm quá nhiều chuyện sai quấy với em.
Nhưng em nghĩ coi, thế lực của hội đồng quá lớn, nếu Hoa không dưng theo, liệu Hoa và em có toàn mạng như ngày hôm nay không? Thiệt tình là sao chuyện đó, Hoa hối hận lung lắm. Cho nên Hoa bất chấp nguy hiểm quay lại đặng năn nỉ em bỏ trốn với Hoa đó. Vậy anh có biết gì sao tôi không chịu đi cùng anh không? Là bởi vì tôi thù anh, tôi hận anh tận xương tủy. Nỗi căm hận đó làm cho tôi không còn lý trí nữa. Tôi muốn anh phải nhận lãnh hậu quả vì những việc anh đã làm. Cho nên tôi đã thuê người đốt ghe và sát hại người đã từng thề non hẹn biển với mình đó đa. Em nói gì mà kỳ khôi vậy Thanh Thanh? Chắc là anh tưởng là ông hội đồng thuê người đánh đuổi anh và đốt ghe phải không? Tiền thuê người đốt ghe là của ổng, nhưng người muốn anh phải thân tàn ma dại là tôi, chứ không phải ổng. Thanh Thanh, tâm địa của cô độc ác lung vậy đó. Thì ra chính cô đã khiến tôi tàn phế như vậy nè. Ác độc sao bằng anh chứ. Khi tôi đang sống yên ổn và dần quên đi quá khứ, thì bỗng đâu anh lại xuất hiện như một bóng ma bám tôi, ám ảnh cuộc đời tôi. Anh làm cho tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng hoảng hốt vì sợ hãi. Tôi cũng đã nhượng bộ anh lần này qua lần khác, nhưng anh đâu có chịu để cho tôi yên. Anh buộc tôi phải đi vào ngõ cụt, thì anh cũng đừng trách sao tôi lại dụng kế hại anh. Mày thiệt là thâm độc. Vậy sao mày còn lấy vàng bạc mày chạy theo tao chứ? Vàng ư, bạc ư? Cái này mà gọi là vàng bạc sao? Anh dòm cho kỹ đi, đồ giả đó. Thì ra mày đã sắp đặt âm mưu từ trước. Mày định dụ tao lộ diện rồi mày kêu tụi nó bắt tao hả? Con đừng bà đi tiền. Tao có chết, tao cũng phải chết chung như mày. Cơ chi mà sao tao lại chóng mặt như vậy chứ? Mày đã bỏ thuốc độc hại tao sao? Thuốc này cũng là của anh đưa cho tôi, đâu phải thuốc độc. Anh nói nó là thuốc mê mà. Giờ anh đã ăn cái bánh đó. Cái bánh? Nhưng mà mày cũng ăn bánh, sao lại? Anh thiệt dại hết sức. Tôi thừa biết anh không tin tôi.
nên tôi đâu có thèm bỏ thuốc vô trong bánh chứ. Mê. Thiệt ra thuốc mê từ móng tay của tôi. Mê. Cũng đủ làm cho anh mê man đi rồi. Đàn ông mấy người cứng rắn bao nhiêu, chỉ cần vài giọt lụy của đàn bà rơi xuống đã mất hết lý trí đó đa. Con đàn bà đê tiện. Nếu tao là con đàn bà đê tiện thì mày cũng chỉ là thằng đàn ông hèn hạ khốn nạn nhất trên đời. Tao đã một lòng một dạ yêu thương mày, để rồi bị mày bán đi như bán một món hàng vậy sao? Tao căm hận mày thấu xương. Thiệt tình, tao không muốn hại mày phải chết. Vậy mà cớ chi mày lại quay về đây? Buộc tao phải ra tay lần nữa chứ. Hoàng Xiên, lần này là do tự mày chuốc lấy, chứ đừng trách ai hết. Nghe không? Hòa biết là mình có tội với em gấp trăm gấp ngàn lần, cũng đáng kiếp cứu Hòa. Nhưng Hòa chưa muốn chết bây giờ. Cứu Hòa đi em. Hòa sẽ biến khỏi nơi này, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Thanh Thanh ơi, Thanh Thanh ơi, cứu Hòa với, cứu Hòa với Thanh Thanh ơi. Muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thì chỉ có một cách duy nhất. Thanh Thanh ơi, là tôi nên tiễn anh về âm ti địa phủ. Đừng mà, đừng mà Thanh Thanh. Đừng mà Thanh Thanh, đừng mà Thanh Thanh ơi. Em Năm đó hả? Chứ làm gì mà sáng sớm vô kiếm chị gấp vậy? Tại hôm qua em nghe nói là chị bị đau bụng cho nên là nóng ruột. Không biết đêm qua chị ngủ có ngon không? Chị chỉ đau bụng chút đỉnh, chứ đâu có chi mà em phải quýnh quán lên vậy. Đêm qua chị ngủ được một giấc nên sáng nay đỡ đau rồi em. Chị hết đau là mừng rồi. Thôi, chị sửa soạn ăn sáng kìa. À, hôm qua chị có nhờ lão Tam mua mấy cái bánh bao đúng không? Bộ hôm qua chị ăn hết rồi sao? Chị ăn có một cái rồi đậy lại để trên bàn. Nhưng hồi tối nghe rụt rẹt chỗ đó, chắc mấy con chuột vô tha đi rồi. Lóng rời chuột cũng lộng hành dữ hen. Nó mà ăn hết chỗ bánh bao đó chắc bể bụng chứ chẳng chơi à. Mày đã 5 lần 7 lượt bài mưu lập kế hại tao, nhưng khổ nỗi tao phước lớn mạng lớn nên không chết dưới tay của mày. Mày muốn hại tao thì phải dụng kế cho thiệt là thâm độc, chứ không thì tao không tha cho cái hạng tôi đòi bày đặt lên mặt thị uy như mày đâu. Mọi chuyện đúng như định liệu của bà.
Ông đã say mê con ngót tới mức ngày đêm bám riết lấy nó không rời khỏi phòng. Cái hạng người như ông ta thì chỉ có vậy thôi. Tiếp theo bà tính sẽ làm gì? Bước kế tiếp, bà kêu ông Bảo phải dụng kế, làm cho ông ta sa vô con đường nghiện ngập, đặng tâm trí ngày càng mơ hồ, sức khỏe ngày càng suy sụp. Dạ, tôi sẽ làm theo lời của bà. Nhưng bà nhớ đưa thuốc đầy đủ cho ngót, dạy dặn nó tăng thêm lượng thuốc cho ổng dùng mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Dạ. À, còn về tên què kia thì sao? Dẫn Mận đi gặp anh ta. Mận biết nó phải làm gì, không cần tôi phải chỉ dạy đâu. Dạ, bà yên tâm, tôi sẽ làm y như lời bà dặn. Ông Vĩnh, cánh cửa địa ngục đã mở ra rồi. Chỉ cần ông bước một chân vô thì mọi thứ sẽ khép lại sau lưng ông ngay tức khắc. Ngày đó sẽ không còn xa nữa. Lão già thất nhân ác đức kia. Chớ bà dẫn tôi đi đâu vậy? Có việc chi mà bà cứ giấu giấu giếm giếm vậy hả? Nếu bà không nói á, tôi không đi tiếp nữa đâu. Bà nhìn đi, cớ chi bà lại tìm được anh ta? Nhưng mà ai đã làm cho anh ta ra nông nỗi này chứ? Hắn bị bà Tư ra tay sát hại, xô xuống vực sâu. Tôi tình cờ chứng kiến được việc này, và sau đó tìm thấy hắn nằm thoi thóp bên cửa sông nơi đầu nguồn. Sẽ có lúc tôi cần tới hắn ta, thiệt là trời giúp tôi mà. Thanh Thanh, con chốt mà mày dứt đi, lại là con mã trong tay tao đó. Tới lúc phải hạ ván cờ với mày rồi.
tìm ly trôi khúc tông biệt ai bi đưa chàng kinh khá nỗi niềm thiết tha. Diệu vợ chuyện gì vậy hả em Tư? Có chuyện gì vậy? Chị có sao không? Không có gì, tôi chiêm bao thấy ác mộng thôi. Sao mà bước vô phòng của em Tư
Chị thấy lạnh lạnh ở sống lưng chứ. Thôi hay là qua bên phòng chị ngủ đi. Dạ không, em không sao mà. Mọi người về phòng nghỉ đi. Tùy em thôi. Vậy tụi chị không phiền em nghỉ ngơi. Vậy nghe. Chị về nghe. Chuyện gì vậy em Tư? Chuyện gì vậy em? Hở gì vậy? Hả? Mấy người, làm ơn đem nó ra khỏi phòng tôi mau đi. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi. Ủa? Cái này là cái chi vậy? Hả? À, cái này á là đồ gõ nhịp thi ca đó. Của chị mà chị Tư. Em thấy nó đâu có hư đâu, mà cũng không có gãy nữa. Sao chị bỏ vậy? Đi, quăng, quăng nó ra ngoài giùm tôi đi. Thôi được rồi, để chị quăng cho. Em ngủ đi. Có gì đâu. Em nằm nghỉ đi. Cậu Hải à? Dạ thưa bà. Tôi có việc cậy cậu giúp tôi đây. Cậu lên tỉnh tới khách sạn này gặp ông, báo tin là tôi bị mệt cho nên là ảnh hưởng tới cái thai, kêu ông về gấp nghe không? Dạ. Úi, bà mệt hả? Cái thai có sao không? Tự nhiên á, tôi cảm thấy bất an cho nên mệt mỏi trong người quá. Nói thiệt với cậu, bây giờ tôi không biết tin ai nữa. Đồ ăn đồ uống ê hề, mà có dám ăn đâu. Tôi có linh tính là họ vẫn đang tìm cách hãm hại tôi và đứa con trong bụng. Mà ông thì đi riết không về. Một mình tôi ở đây, tôi sợ lắm. Nhưng bà có biết là ai hại bà không? Cớ chi mà bà không nói cho bà cả chứ? Thì tôi đã nói á, là không dám tin ai hết rồi mà. Trong nhà này ngoài cậu ra, không có ai thiệt tình với tôi hết. Cậu giúp tôi nghe. Dạ. Tôi sẽ nói với mọi người á, là cậu lên tỉnh mua chút đồ cho tôi. Dạ được. Trước khi đi á, anh Đực có dặn con á, là bà sai việc gì con cũng mừng. Cảm ơn cậu. Vậy cậu đi sớm về sớm nghe. Dạ, con vô thay đồ rồi xong ra đón xe lên tỉnh liền. Dạ con xin phép. Ừ.
Dạ, cô cho tôi hỏi, có phải ông chủ của tôi thuê phòng ở đây không? Xin hỏi ông chủ của anh là ai, tên gì? Dạ, ông chủ của tôi là ông Hội đồng Vĩnh đó đa. À, ông Vĩnh có thuê phòng ở đây. Vậy cô cho tôi gặp ổng được không? Anh tên gì? Dạ, cô cứ nói tôi là người làm công cho nhà ổng. Anh ngồi đây chờ tôi một chút. Dạ. Mời anh. Dạ. Gì vậy? Ai đó? Dạ, tôi là nhân viên của khách sạn. Có một người nói là muốn gặp ông Vĩnh, ảnh đang chờ ở dưới sảnh. Được rồi, ông sẽ xuống liền. Dạ. Thôi, để em xuống coi có việc gì. Thưa cô, đây là người muốn gặp ông Vĩnh. Nè, anh ơi. Nè, anh ơi, anh dậy đi. Ông chủ tôi đâu? Anh có cần chi thì cứ nói với cô này nè. Cô ơi. Chớ tôi không gặp ông được sao? Ông không được khỏe. Anh muốn cái gì thì nói lại với tôi. Dạ, nhờ cô nhắn lại giùm. Bà Năm kêu ông về gấp, vì bà không khỏe cho nên ảnh hưởng tới cái thai. Chỉ vậy thôi sao? Dạ, việc này liên quan đến cái thai của bà Năm cho nên hệ trọng lắm. Nhờ cô nói ông về gấp giùm. Được rồi, tôi sẽ nhắn lại. Ngày mai ông sẽ về nhà. Dạ, cảm ơn cô. Thôi tôi về kẻo tối. Chào cô. Ông đi lâu quá không về, làm con nó nhớ đó.
Mình khéo nói trời quá. Nó còn trong bụng mình mà biết nhớ gì chứ. Nó nhớ mình thiệt mà. Nói chứ, cả hai mẹ con em đều nhớ, đều mong mình từng ngày luôn đó. Công việc của mình trên tỉnh xong chưa? Cớ chi mình phải lưu lại trên đó lâu quá vậy? Cũng chưa đâu vô đâu. Tôi còn phải xem xét và thương lượng giá cả nữa. Nhưng mà mình đừng ở riết trên đó. Em ở nhà một mình thấy hồi hộp, bất an lung lắm. Có mình ở đây em mới thấy an tâm. Không có mình em biết dựa vô ai chứ? Có việc gì mình cứ nói với bà cả. Tôi đã dặn kỹ rồi mà. Nhưng mà em muốn có mình nằm bên em mỗi tối, giống như vậy nè. Vậy thì em mới ngủ ngon được. Lúc này mình đang mang bầu nên tôi muốn kiên cử để tốt cho mẹ và con mà. Thôi, ngủ đi. Ông đâu rồi? Đang ở ngoài sân hay lên nhà trên? Dạ, ông đi rồi bà. Đi đâu? Dạ, ông đi lên tỉnh. Ông đi hồi tờ mờ sớm kìa. Mày là đứa nào? Mày dám làm cho ông chết mê chết mệt vậy hả? Để coi mày có ngu sâu chức hiểm gì mà dám giỡn mặt với tao chứ. Tôi biết anh chết oan ức, nhưng đó là do anh tự chuốc lấy chứ đâu phải tôi. Tôi thì số mạng của anh cũng đã hết. Anh nên đầu thai kiếp khác làm người tốt, chứ đừng đi theo mà chọc ghẹo tôi nữa. Tôi hứa hàng tháng sẽ cúng vàng mã cho anh, đặng xuống dưới anh không phải chịu lạnh lẽo đói khát. Từ rày anh buông tha cho tôi để cho tôi yên được không? Lòng sao? Anh muốn theo tôi suốt đời suốt kiếp luôn hả? Không lẽ anh
tôi chết chung với anh thì anh mới vừa lòng hả dạ. Tôi hận anh, tôi thù anh. Kiếp trước tôi có nợ nần chi với anh mà kiếp này anh bắt tôi phải trả như vậy. Sống anh giày vò tôi, chết anh ám tôi. Hoàng Si, anh có chết cũng không được đầu thai làm người. Anh phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới rửa sạch tội, anh biết không? Cậu Hải. Dạ, bà Năm. Bà Năm kêu tôi có chuyện chi không? Cậu nghe tôi hỏi nè. Hôm trước cậu lên tỉnh kêu ông về, cậu có thấy gì khác lạ không? Dạ, lạ chi chớ thưa bà. Cái cậu này, thì cậu lên đó có gặp ai không? Hay là chỉ gặp ông? Tôi... Cậu nói thiệt đi. Tôi nghe người ta học lại á, gặp ông trên tỉnh, đi với một cô gái nào trẻ đẹp lắm. Vậy cậu có gặp cô gái này không? Dạ có. Cậu thấy cô ta thế nào? Dạ tôi không có dòm thấy rõ mặt. Hôm đó tôi lên mà không có gặp ông hội đồng, chỉ có cô ta. Cô ta nói sẽ chuyển lời nhắn cho ông. Cái quần đê tiện. Hả? Bà nói chi? Không. Cậu Hải nè, cậu có biết là Lóng Rài ông đang bị đứa con gái đó mê hoặc không? Bà cả và mọi người trong nhà lo lắng lung lắm, nhưng có khuyên lơn cách nào ông cũng sẽ không nghe. Chỉ có một cách là phải gặp riêng con nhỏ đó, nói chuyện phải quấy, kêu nó buông tha ông. Vậy bà tính gặp rồi nói chi với cổ? Thì cứ đưa cho nó một số tiền rồi nói nó đi đi, đừng có quấy rầy ông nữa. Dạ. Tôi nghĩ không ai khác ngoài cậu phải làm việc này, vì cậu đã gặp cô ta rồi. Cậu cứ nghe theo lời tôi, lên gặp rồi đưa tiền cho nó, nói với nó y như lời tôi dặn, nghe không? Dạ. Nhưng tôi sợ mình mần hư việc, với lại tôi sợ ông hội đồng đánh nữa. Cậu đừng có lo, có bà cả và mọi người trong nhà binh vực cho cậu mà. Nè, đây là tiền đưa cho cô ta, cậu cầm tiền đi ngay, xong việc á báo lại cho tôi biết, nghe không? Dạ. Tôi đã làm phép trấn giữ bốn phía, bà yên tâm đi, mấy lá bùa này rất là linh nghiệm. Từ đây bà có thể ngủ ngon, không có ma quỷ nào quấy phá bà được. Tuy tiền lễ hơi nhiều một chút, nhưng mà những việc mà tôi làm cho bà cũng đáng giá đó đa. Thôi, xin phép bà tôi về. Dạ, cảm ơn thầy. Chào bà. Có chuyện gì mà chị Tư phải mời thầy bùa trấn yếm vậy? Lóng Rài chị thấy thần trí mệt mỏi căng thẳng nên mới nhờ thầy tới trấn áp, đặng xua đuổi bớt tà khí trong phòng. Ý không lẽ trong phòng này có ma sao? Thiệt ra chị không sợ ma quỷ bằng sợ con người. Người hại người mới là đáng sợ, phải không em? Mà lúc rài em cũng thích qua phòng chị quá hen. Hai chị em mình thân nhau hồi nào vậy nè? Dạ,
Tại em nghe trong phòng chị có tiếng lào xào chi đó, cho nên là em ghé qua coi thử là ai. Thì ra là thầy Pháp. Chứ em nghĩ là ai? Thôi em phải về phòng đây. Em phải lo đốt trầm đặng đón ông về. Hay chị cũng đốt chút trầm cho ấm cúng hơn đi. Tự nhiên em thấy ruộng mình ớn lạnh quá. Đồ cái thứ tôi đòi mà bị đặt lên mặt thị uy. Mày đừng có mà đắc thắng, rồi có ngày mày cũng sẽ bị rẻ rúng, bỉ bạc như tao thôi. Chào cô. Ủa, là anh sao? Anh đến tìm ông hội đồng sao? Dạ. Chắc giờ này ổng đang nghỉ ngơi. Dạ, cô cho tôi gặp cái cô hôm trước. Cô nào? À, nhân tình của ổng đó hả? Ừ, nhân tình. Hai người sống ở đây như vợ chồng mà. Thấy ổng có vẻ cưng chiều cô đó lắm. Vậy là bà Năm nói đúng quá. Anh nói gì chứ? Dạ không, cô cho tôi gặp cổ được không? Kìa, cổ về kìa. Chào cô. Hèn gì, lúc gặp tôi anh cứ dòm lơm lơm. Chớ tôi giống ai đó lắm sao? Ừ. Coi bộ anh cũng trọng người ta quá ha. Ừ, nhưng cô cũng nhìn tôi chân chân mà. Thì tại anh cứ dòm chầm chầm nên tôi sợ. Nhưng mà anh tìm tôi làm gì? Chứ không phải anh tìm ông chủ của anh sao? À, tôi có cái này đưa cô. Cái gì? Nè. Bà cả và mấy bà kêu tôi đưa cô số tiền này. Ý bà nói cô lấy tiền này đi rồi cho ông về nhà, đừng quấy rầy ông nữa. Ý là buông tha gì đó. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không nhận số tiền này đâu. Anh về nói với họ tôi không phải là con nít, đừng đem tiền ra mà dụ tôi. Họ tưởng tôi tham tiền sao? Mấy người đó coi thường tôi quá. Vậy cô không lấy số tiền này thiệt hả đã? Anh về đi, về nhớ chuyển lời tôi đã nhắn. Vậy tôi về. Anh về đi. Dù cô là ai, tôi cũng không muốn cô gặp chuyện không may. Sau này cô nên cẩn thận. Tôi e rằng mấy bà sẽ không để yên cho cô đâu. Chào cô. Em Năm, cớ chi mà em lại làm cái chuyện hồ đồn như vậy chứ? Rủi ông biết được có phải lớn chuyện không? Em biết mình có lỗi khi tự ý làm mà không hỏi ý chị, nhưng em cũng nhiều quá tức giận thôi chị à. Có điều em đã quá xem thường con nhỏ này. Em nghĩ chỉ cần có chút tiền là có thể đuổi nó đi, không để cho nó bám theo ông nữa. Chứ ai về... Em Năm, lóng rại tự cho mình có quyền nhất nhà hay sao chứ? Em muốn sắp xếp hết mọi việc mà không cần hỏi ý kiến ai hết phải không? Đã vậy còn mượn danh chị cả đặng cho con nhỏ đó nhục mạ khinh khi. Em đâu có ngờ là nó lớn gan dữ vậy chứ. Cái con đó là hạng người gì chứ? Biết là chị cả mà còn dám vô lễ. Đúng là nó muốn bỉ mặt chị em mình rồi đó Đa. Thank you.
Má à. Má, má có sao không? Chứ má đang suy nghĩ tới việc chi hả? Không có gì đâu con. Rảnh rỗi về thăm nhà, con nên quan tâm chăm sóc rồi trò chuyện với vợ con nhiều nghe không con? Còn vậy mà không còn bao lâu nữa nó sắp sanh rồi đó con. Má à, y như má giấu con chuyện gì phải không? Ừ. Má đã nói là không có chuyện gì rồi mà, cớ chi mà cứ theo hỏi miết hoài vậy? Việc mà làm cho má con phải lo nghĩ không gì khác hơn ngoài việc của ba con đó đa. Ủa, ba con sao má hai? Thì ba con đang say mê một con nhỏ đáng tuổi con cháu, đến nỗi lóng này ông bỏ bê hết công việc mần ăn dưới này ở riết trên tỉnh. Bữa hổm á, ông tạt về nhà thăm má năm con một chút rồi lại vội vàng vàng ra đi. Làm như con nhỏ đó giận hờn hay sao ấy chứ. Có chuyện vậy sao má? Ừ. Nhưng má con cũng biết tánh ba con nào giờ như vậy mà, chớ chi má lại lo lắng bất an như vậy chứ. Má nghe người ta nói con nhỏ đó là con của một ông thương gia lắm bạc nhiều tiền, nhưng nói nào ngay, biết đâu chừng tụi nó lại là phường lừa đảo gian manh đang lập mưu tính kế dụ ba con vô trồng, đang dễ bề gạt tiền gạt của. Nhưng mà má hai, con không tin đâu. Con không tin ba lại mê muội đến mất hết cả lý trí như vậy. Ừ. Lúc đầu má cũng nghĩ như con, nhưng mới đây má năm con mượn tiếng má con sai người kêu con nhỏ đó ra đặng cho nó một số tiền mà buông tha cho ba con. Nhưng nó chẳng những không thèm lấy tiền mà còn buông lời xúc phạm đến má con đó đa. Coi bộ con nhỏ đó cũng lớn gan quá chứ. Ừ, thì đó, cái hạng người này thiệt không phải tầm thường. Nó muốn làm gì thì mượt kệ nó, nhưng nó dám vô lễ với chị cả thì đúng là làm bỉ mặt cả nhà này. Việc này có nói với ba con thì chắc cũng như không à. Má hai nghĩ con nên ra mặt cho má con đặng lấy lại sĩ diện. Dạ, thưa má hai, con biết phải làm gì rồi. Ừ. Chào cô. Chào anh. Làm phiền cô cho tôi gặp ông hội đồng Vĩnh đang lưu trú ở đây. Cô cứ nói là có con trai của ông tới tìm. Dạ, ông hội đồng đang xuống à. Cảm ơn cô. Dạ. Cái chuyện đàn bà nói vô nói ra cớ chi còn lại tin chứ. Con rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao? Dạ, tại con thấy má con không vui nên con muốn hỏi cho ra lẽ. Chớ việc riêng tư của ba con nào dám can thiệp. Nhưng ba cũng đừng để cô ta xúc phạm đến má con. Được rồi, ba sẽ hỏi lại chuyện này cho rõ ràng. Nhưng con nghĩ coi, không có lửa thì làm sao có khói chứ. Nếu má con không tự dưng ném tiền vô mặt người ta thì liệu họ có buông lời xúc phạm tới má con không? Ba, nhưng mà ba cũng nên... Con đi về đi. Con nên lo chuyện quốc gia đại sự, chứ đừng có dính dáng đến mấy chuyện này nữa nghe không? Ông ơi, em sửa soạn xong rồi nè, mình đi ăn ở đâu đây? Dạ. Đây là con trai của Hoa, Thiên Tân. Chào ông. Tân, Thiên Tân. Dạ, dạ.
Ba. Nè, làm gì mà ngây người ra vậy? Phép lịch sự con để đâu rồi hư? Dạ. Chào cô. Đây chắc là cô Quỳnh Liên. Hân hạnh được biết cô. Dạ thưa ông, có người vừa gọi điện thoại tới tìm ông. Vậy hả? Họ có xưng tên gì không? Dạ, nghe họ xưng là ông Hương Cả nào đó. Được. Cô biểu họ chờ tôi một chút. Dạ. Em đứng ở đây đợi qua nghe. Dạ. Thiên Tân, con về đi. Nhớ lời bà nói khi nãy nghe chưa? Dạ. Dạ mời ông. Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói. Ra ngoài đi. Quỳnh Liên. À không, tôi phải gọi cô bằng Sen mới đúng chứ. Thiệt tình là cô khác trước lung quá. Cô không còn là cô Sen đầu đường xó chợ mà tôi đã từng biết. Cô lại có một cái tên quá đẹp. Quỳnh Liên. Cô mà là con của thương gia sao? Thiệt là nực cười. Cô nói đi, cô đang lập mưu bày kế gì đây? Cô bày đặt thay đổi danh phận để làm gì? Có phải cô tính dụ dỗ rồi quyến ba tôi không hả? Kìa, cậu làm gì mà nóng nảy dữ vậy? Để từ từ rồi tôi kể cho cậu nghe rõ đầu đuôi. Được. Vậy thì tôi hỏi cô, cớ chi cô bỏ đi mà không nói một tiếng nào, rồi bây giờ lại trở thành một Quỳnh Liên sang trọng, con gái cưng của một thương gia giàu có chứ? Nè. Cô đang bày kế đặng gài bẫy cha con tôi đúng không? Nếu cô không phân tỏ cho rõ ràng thì đừng hòng tôi để yên cho cô. Hạng người như cô mà muốn qua mặt cha con tôi sao? Vậy anh có cần nói cho ông Vĩnh biết trước đây anh đã từng tằng tiệu với tôi không? À, hay là để tôi nói cho thiên hạ biết, hai cha con anh đã ăn chung một mâm, ngủ chung một giường với một đứa con gái nghe. Anh làm cái gì vậy? À, xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp. Một lát nữa tôi sẽ gọi lại sau. Dạ dạ. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Cô tính làm anh trò gì nữa? Hả? Cô Thiên Tân, buông tay cô ấy ra. Con làm cái giống gì vậy hả? Ba à, cô ta. Bà đại biểu con đi về, cứ chứ con không chịu vâng lời. Người ta là phận đàn bà yếu ớt mà con ra tay hành hung như vậy, con có đáng mặt đàn ông không hả? Việc chi cũng phải từ từ. Bà đã nói là sẽ hỏi lại cổ, con nôn nóng làm gì chứ? Ba, chuyện này không phải như ba nghĩ đâu. Việc này... Việc này là sao? Thiệt con khó mở lời lắm ba. Nhưng thiệt tình là con không tin cô ta. Ba, ba nên dè chừng hạng người này. Cổ không phải là người đương hoàng đâu ba. Mày càng nói càng hồ đồ đó đa. Không được xúc phạm tới cổ. Đi về đi. Ba. Ba.
Thôi được, con về. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Liễu Hồn đó, nè, em có sao không? Cái thằng Thiết là bậy. Thôi, đi vô. Rồi, qua đây ngồi xuống, nghe. Rồi, thôi, cho qua xin lỗi nghe. Bây giờ tôi phải đi riết lên đó chứ gì? Đúng rồi, vì nếu không ra tay mau lẹ, rủi ngày mai ông lên là hỏng hết mọi việc. Vậy tôi đi liền nghe. Ừ, được rồi. Nhưng mày tính nhờ ai làm chuyện đó? Bà lo gì chứ, có tiền thì sai khiến được thôi. Ừ, nè, bà Năm dặn mạng sao? Mày nói lại tao nghe thử. Bà biểu tôi phải thủ tiêu con nhỏ đó trước khi ông quay lại. Thôi mày đi, kẻo bị nghi. Rồi bà Năm có dặn gì thêm, tao sẽ nói lại cho mày biết. Đi. Được rồi. Cô ơi, chuyện gì? Cô Quỳnh Liên có người gửi cho cô lá thơ này. Ừ, cảm ơn em. Dạ, không có gì. Có chuyện gấp, cô tới chỗ hẹn gặp tôi ngay lập tức.
Ông lại, ông muốn gì? Có người nhờ tao thủ tiêu mày. Thủ tiêu tôi? Người đó là ai? Mày biết làm... Chắc nó không có được theo đâu. Cô có sao không? Mai mốt đi đâu mới cẩn thận chứ. Tôi mà tới không kịp là cô mất mạng rồi đó. Cái trán của anh. Trán tôi sao? Máu chảy nhiều lắm. Anh Hải. Anh Hải ơi, anh tỉnh dậy đi anh Hải. Anh đừng chết mà anh Hải ơi. Anh đừng chết mà anh Hải. Anh tỉnh dậy đi anh Hải ơi. Cứu tôi với, có ai không? Có ai không? Anh tỉnh dậy rồi à? Ủa, tôi đang ở đâu đây? Cái cô đi cùng với tôi đâu? Cổ đưa anh đến đây, dặn dò chăm sóc cho anh, rồi cổ đi liền. Dạ. Anh đang bị thương đó, anh nằm nghỉ chút đi. Bà biểu, tôi phải thủ tiêu con nhỏ đó trước khi ông quay lại. Anh ơi, anh ơi.